Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng đây là thuộc phường Kim Dinh, hẻm của đường Lê Đại Hành, ngay quốc lộ 51 đi vào ạ. Đấy, chỗ điện cao thế kia ngoài quốc lộ 51 đấy. Thì ở đây tôi có một cái lô đất ở đây. Đấy, bắt đầu từ cái cột này đến cái cột đỏ đỏ đầu này là chiều ngang là 12m6, chiều sâu xấp xỉ 18m, tổng diện tích là 223m2. Thì giá đang chào bán là 1,5 tỷ, trong đó có 80m đất ở. Thế nên người ta đang trồng hoa. Chào chú. Vườn chú trồng hoa đây à? Này là Tết là ra hoa đấy đúng không chú? Này đẹp lắm nhỉ. Chú làm hoa này bao nhiêu năm rồi? 15 năm luôn. Thế thì kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Ở đây người ta trồng nhiều hoa cúc để phục vụ Tết đây. Rất là tốt. Chăm bón là kỹ lắm luôn ạ. Thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở Kim Dinh nhé, thì alo cho tôi theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Lô đất này rất là đẹp này, chiều ngang 12m6, 223m2, 80m đất ở, hẻm ô tô kia, ô tô đến nơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.